Vâng, chào mừng tất cả các bác đã đến với kênh của em Chiến Bình Định. Sau đây em giới thiệu các bác một con ông ly khủng của nhà sản xuất, đó là dòng ông ly QRX có size lớn nhất của nhà sản xuất, size 60 cm và cao khoảng 18 cm nha các bác. Dòng này thì các bác chơi loa Nhật cổ như là Billner, nhưng dòng Bass 30-40 hoặc là chơi như dòng loa Mỹ đều rất là ok. Thiết kế đẹp và trưng bày nó là ưu điểm rất là nhiều của dòng QRX. Model là 5500, chạy 8 sò sắt, quá là khỏe nha các bác. Có hai volume, một volume phồn, một volume tổng, 4 cầu loa, chỉnh bass chép và tất cả hệ thống âm thanh loa nét đầy đủ cho các bác nha. 4 đồng hồ vô phía trước các bác sẽ thấy rất là đẹp, còn là đẹp xuất sắc luôn nha các bác. Em mời các bác cùng xem. Giá này là 21 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. 21 triệu đã bao gồm phí ship. Bác nào chốt thì alo cho em. Đợt này con này về giá tốt hơn so với những con trước. Đây, ta có thể thấy được nấm này. Đẹp xuất sắc thế nha. Đây là chỉnh volume AB, A+B, A+C, vân vân. Đây, phía trên của sản phẩm đây là nắp, nghĩa là hộp gỗ nha các bác. Hộp gỗ, đây là phần tản nhiệt. Âm ly khá là nặng nên em không thể xê dịch. Đây, phía bên cạnh hông. Ở phía sau các bác sẽ thấy phần thanh tản nhiệt, cần anten và 4 cái trạm loa. Và cái đây là cái phần chúng ta logo và vạch ra chuyển điện, nó sử dụng 4 cầu điện nha. Hiện tại đang để điện 120V, các bác có thể chuyển qua điện 100 hoặc là 220. Nếu các bác nào mình chốt sản phẩm muốn xài điện 220 gia đình thì phải báo với em Chiến để em Chiến chuyển cho nha. Rồi sau đây em mở bên trong cùng trang để các bác cùng xem. Và đây là phía dưới của sản phẩm, nó sẽ có 4 con ốc, chúng ta có thể vặn nó bằng kìm hoặc là bằng những cái tô vít. Vâng, và dòng QRX này là xét xe 7 màu nhớ, 5500 phiên bản 7 màu. Đây. Thì tất cả hệ thống công suất là nó sẽ nằm phía dưới, nó không phải nằm phía trên thì chỉ có các bác thấy nguồn và mấy cái tổ lọc nguồn thôi nha. Tôi em đi vào mở phía dưới đây các bác cùng xem nha. Bác nào lấy alo cho em nha. Vâng, đây là cái cấu hình được nằm tất cả phía dưới. Đây là các bác thấy được là 8 con sò sắt và trên đều trang bị là 4 cái cảm biến nhiệt nằm trên con sò. Đây các bác thấy, đây là phần công suất, đây là phần mặt âm sắc riêng biệt hết nha các bác. Đây là phần nguồn. Đấy, tổ nguồn. Nó là xe 7 màu, nó có bản xe 7 màu và xe trắng. Về những con 7 màu thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Bác nào lấy thì alo cho em. Rất là đẹp nha. Tất cả mặt rất là đẹp. Từ những sexy và là mặt âm sắc này các bác. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em qua hai số điện thoại trên. Đợt này em về được một con duy nhất nha. Giá là 21 triệu đã bao gồm phí ship. Bác nào chỉ khoảng đủ em bớt 200, còn cọc tiền thì cọc 2 triệu trở lên nha các bác.